Vâng, mến chào anh chị quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị quý vị và các bạn đã trở lại với channel Kim Béo. Và hôm nay em xin được giới thiệu tới anh chị một mẫu xe cực kỳ hot ở trên thị trường nhá. Mercedes-Benz E400. Ở phiên bản E thì nó có 4 phiên bản, đó là E200, E250, E400 và E400 AMG. Và chiếc xe này của em là chiếc xe E400 phiên bản thường nha. Đó. Bản này là bản cuối đời chót, bản 2015. Vâng. Lên 2016 thì không còn E400 nữa đấy ạ. Chiếc xe này thì đấy, được trang bị rất nhiều công nghệ, tức là đấy, đi trước thời đại đấy. Cánh đèn này. Rồi. Đèn siêu sáng nha. Đèn LED Intelligent Light. Chiếc này chiếu xa đến tận 600m. Đó. Giải LED daylight cực kỳ xịn. E400 được trang bị cam 360. Phiên bản này cam 360, mâm đa chấu cực kỳ xịn sò. Đó. Trên cửa thì có cả cái LED go nhé, bấm khóa chìa khóa thông minh. Được ốp viền hoàn toàn là chrome. Quantum Chrome cực kỳ xịn sò trong cụm đèn to bản này. Đấy, E400. Nếu có AMG thì sẽ nó ở phía này nha anh chị. Đèn cốp này. Đó. Xịn. Đấy, cốp rất là rộng. Nhìn rộng sâu luôn, vừa rộng vừa sâu, mình có thể để được hai bộ gốp hay là để được rất nhiều đồ ở đây. Chiếc xe có cảm biến xung quanh xe. Đấy. Đấy. Cốp điện nha. Đấy. Rất tiếc là ở phiên bản này vẫn chưa có cửa hít 2015. Đấy. Đầy đủ từ hàng ghế sau, có cả màn hình giải trí này, màn hình giải trí và điều hòa hai vùng, ba vùng độc lập. Đây là ba vùng nha. Ghế da thì theo năm tháng thì nó cũng có chút cũ đi hơn chút thôi. Tuy nhiên thì nó được để nguyên bản theo xe, dù gì là vẫn zin, vẫn thích hơn đúng không ạ? Chiếc xe này của em là E400, sản xuất năm 2015, đời chót nha anh chị nhá, không phải 2014 đâu. Sản xuất và đăng ký năm 2015, mang tên tư nhân biển Hà Nội. Đó. Em sẽ cho anh chị xem cái phần ghế lái nhé, phụ của ghế lái. Đó. Ốp da đầy đủ này, ốp. Đó. Đỡ hơn hẳn. Này, ốp rất là mới luôn, cực kỳ giữ gìn này, đánh bóng cực kỳ, rất là bóng luôn này. Đó. Chỉnh ghế điện nhé, ghế chỉnh điện hai bên. Đấy, mặt đồng hồ. Đó. Đây, tắt máy. Chiếc này là 4,9 vạn mai, nó tương đương với 8 vạn km. Sản xuất 2015 thì đây là 8 vạn km thì gọi là đi khá là ít đấy. Đó. Chiếc này em đầy đủ lịch sử hãng nha. Đó. Điều khiển bằng giọng nói hay là chỉnh nút các thứ ở đây. Màn hình giải trí. Đây màn hình giải trí này. Đồng hồ này. Hay là cụm điều khiển ở đây. À, có màn che nha. Con này có màn che. Kéo. À, đây lấy chuyển số sport hay là eco. Đấy, sport là nó là can thiệp vào màn hình cụm đồng hồ, màn điều khiển để cho tăng tốc, cho tốc độ tăng tốc
nhanh hơn, khỏe khoắn hơn. Đó. Rồi. Đó. Đó, chiếc Mercedes-Benz E400 sản xuất năm 2015. Đó, 2015. Và chiếc này chạy được 8 vạn km. Và em đang chào bán với giá là 1 tỷ 295 triệu, 1 tỷ 295 nha anh chị nhá. Anh chị quan tâm thì cứ alo em, số điện thoại em sẽ để ở màn hình. Và sắp tới em sẽ rất về rất nhiều xe mới nhá. Anh chị cứ tham khảo xe em, cửa hàng em, hoặc qua trực tiếp cửa hàng Việt Nhật Auto 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Qua thì cao luôn, qua thì cao luôn em nhé. Mình tới uống trà nước cũng được, qua chơi với em cho vui. Và xin chào và hẹn gặp lại ạ.